Xin chào bạn, đây là con bàn phím RK68 Lute hay còn có tên gọi khác là RK871 Lần trước thì bên mình đã làm clip mở hộp và review về con bàn phím này rồi Cách sử dụng rồi ha Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái phần mềm để kích tâm đèn LED ở trên con bàn phím này Và có thể mặc các phím trên bàn phím luôn Vì là lần trước mà khi mình làm review thì hãng chưa có cái phần mềm Bây giờ hãng mới có thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua về phần mềm nhé và các bạn lưu ý là chỉ có phiên bản version 4 á là vừa có Bluetooth nè, vừa có Wireless 2.4G, Wireless là cái uh, cục USB này nè để các bạn cắm vào máy tính bàn, PC hoặc là laptop mà dùng. Còn Bluetooth á, thì đây mình sẽ giới thiệu qua sơ qua một chút là nó có thể kết nối ghi nhớ và chuyển đổi qua lại giữa ba thiết bị ở trên đây nhé. Thì uh, bản version 4 mới có các chức năng như vậy và có thể kết tâm được thôi nhé. Và khi các bạn mua hàng bên mình á, thì các bạn uh, cứ inbox mình số điện thoại mình sẽ uh, gửi phần mềm qua Zalo cho các bạn cho nó dễ. Còn nếu mà các bạn mà mua ở một đơn vị khác á, thì mình không chắc chắn đó là phiên bản có hỗ trợ hay không, thì có thể bị tịt khi uh, dùng phần mềm và con bàn phím này có thể sử dụng cho cả Windows và Mac OS nếu mà các bạn dùng Mac OS á, thì các bạn chỉ cần nhấn Fn cộng S là chuyển đổi qua qua Mac còn dùng Win á, thì cứ để mặc định hoặc là dùng song song cả Win và Mac thì chuyển đổi qua lại á, là Fn cộng A hoặc là Windows Fn cộng S là Mac OS và đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về phần mềm nhé thì các bạn lưu ý á, là các bạn khi dùng phần mềm các bạn phải dùng cộng dây của hãng khi mua bàn phím hồi nãy mình đã có dùng rồi thì ở đây mình sẽ giới thiệu trên con màu trắng cho nó dễ tại vì quay clip á, thì con màu trắng nó lên màu dễ hơn nhưng mà màu led thì tất nhiên là hai con nó đều giống nhau rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua phần mềm chút nhất và đây là giao diện chính của phần mềm nha thì khi mở lên á, thì tất nhiên là nó sẽ là tiếng trung thì ở đây thì các bạn sẽ thấy ở ngay cái cột thứ cái dòng thứ ba hoặc là thứ tư này nè mình để rồi thì nó sẽ có kêu của bạn á, là sẽ có dấu chấm than ở đây màu đỏ thì nó sẽ kêu bạn update ở đây thì mình đã update rồi vì khi update thì các bạn lưu ý là thời gian chờ đợi cũng khá là lâu chừng nửa tiếng đến một tiếng lần cho cả hai phiên cho cả software và phim ở đây thì đợi khá là lâu nha và khi update thì các bạn không nên tắt máy tính không nên sử dụng và cũng không nên rút dây ra khi mới nhấn update đó thì cái ống màu vàng hồi mà nãy mình có đây hình á thì nó sẽ full ống luôn nhưng mà bạn đợi khoảng vài giây thì cái ống nó sẽ trở lại thì ống màu xám như vậy và cái màu vàng nó sẽ chạy từ từ thì các bạn phải đợi đến khi nào cái ống màu vàng này chạy full vạch luôn á thì mới dùng được nha có nhiều bạn thì khi mới vừa nhấn thì ống màu vàng nó đã full vạch rồi các bạn tắt phần mềm đi thì nó sẽ bị lỗi còn này thì các bạn phải đợi thì thời gian đợi thì cũng khá mất thời gian khá là lâu đấy và khi update xong thì có thể bàn phím của các bạn có thể là không sử dụng được thì cũng rất là đơn giản các bạn chỉ cần tháo cổng dây này ra và gắn vô lại và mở phần mềm lại thôi là dùng thôi không vấn đề gì cả không cần lo lắng vấn đề đó và cũng là khi update xong thì các bạn có thể nhấn ở đây nè là chuyển qua chế độ tiếng Anh rất là đơn giản còn đây là auto run đó, là khi các bạn muốn mà cái phần mềm này chạy khi các bạn cắm dây của con bàn phím thì chọn auto run còn đây thì mình chỉ giới thiệu cho các bạn sơ qua mà thôi đây là cái chế độ đèn led của nó nhé à, vì là led đơn sắc nên nó chỉ có thể có thể là chuyển các chế độ đèn led hiệu ứng thôi mà ở đây thì các bạn có thể thấy là gần cả chục hiệu ứng rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem ở trên con bàn phím ha thì đây mình sẽ cho các bạn xem nhé đây mình sẽ chỉnh vài chế độ nha đó. rất là nhiều chế độ luôn và các bạn có thể chỉnh được tốc độ nó nằm ở ngay cái cột màu vàng như thế này để chỉnh được tốc độ còn các bạn mà muốn nhiều hơn nữa thì ở trên đây ở ngay cái phần mà bóng đèn như thế này các bạn có thể được chỉnh được rất là nhiều và thời gian mà tắt của con bàn phím luôn tắt đèn led đó hoặc là độ sáng đây và ở đây thì kích tâm luôn nè và ở đây là các phím điều hướng nè W, A, S, D hoặc là mấy phím điều hướng bên tay phải đó. Còn đây là mấy cái chế độ đèn led thôi. Thì cũng giống y như chạy đèn led như hồi nãy thôi. Thì nó cũng rất là nhiều ví dụ như vậy. Đây. Đó. Thì nói chung là tổng cộng là chắc mình chưa đếm nhưng mà mình nghĩ là chắc khoảng cỡ 30 hiệu ứng. Thì trên đây thì là macro nha. Thì macro thì mình không có chơi game nên mình cũng không có chỉnh chỉ rồi các bạn macro. Thì nếu các bạn mà cần macro thì các bạn cứ vào đây là chỉnh là xong. Còn đây á, thì là chỗ profile thì hồi nãy khi bạn mới đầu chỉnh thì các bạn nên đặt tên lại cái profile ví dụ như profile để chơi game PUBG, profile để chơi game mà đua xe này này nọ. Rồi nếu các bạn nào muốn mua sản phẩm bên mình á à, thì mình quên nói luôn á thì mấy con bàn phím mà led đơn sắc như thế này của RK ví dụ như RK61, 71, uh, 68 lút hoặc là G68, 84, 100 hay là RK935. Bây giờ nó đã đều có phần mềm để kích tâm uh, bàn phím và đèn led rồi. Rồi nếu các bạn nào muốn mua thì đây là số điện thoại của bên mình. Các bạn cứ gọi mình để uh, được tư vấn hoặc là đi mua hàng được miễn phí vận chuyển ở bên dưới. Và clip mà review về con bàn phím chi tiết này á thì bên mình cũng để bên dưới luôn để cho các bạn xem cho dễ, dễ nhé. Rồi xin chào các bạn